Vào cuối thập niên năm 1990, công ty thoát nước Hà Nội đã cho nhập về những chiếc xe tải Đông Phong của Trung Quốc để thay thế những dòng xe Liên Xô đã cũ và không có phụ tùng thay thế. Những chiếc xe Đông Phong được lắp đặt thùng chứa bùn có lắp đậy thay cho thùng tải. Giá thành rẻ và chất lượng xe cũng ở mức tạm được nên xe Đông Phong dần thay thế cho các dòng xe Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Với màu xanh dương, nó thật sự nổi bật khi xếp hàng cạnh nhau. Sau nhiều năm sử dụng, những chiếc xe cũng xuống cấp và được đưa về bãi xe ở Tây Nam Hà Nội để sửa chữa. Ngày nay, những dòng xe hút chất thải của Nhật được nhập về nhiều hơn để thay thế dần những chiếc xe Đông Phong cũ.